nè nói nghe nè trong trường hợp những cái đồ dùng hàng ngày của mình quen thuộc như chùm chìa khóa xe chìa khóa cửa nhà chìa khóa thùng thơ cái lượt chải đầu cái điện thoại cầm tay hay là những cái món gì của mình tự nhiên nó mất đâu đó không thấy làm sao bây giờ mình tìm không có, mọi người tìm dùng cũng không có. Nhớ nghe, trong trường hợp xảy ra như vậy, bước ngay tới cái bàn thờ gần nhất. Có thể đó là bàn thờ ông thần tài thổ địa, có thể đó là bàn thờ tổ tiên tông đường, có thể đó là bàn thờ Phật hay là bàn thờ ông thiên, thắp nén hương, gian giái, xin giúp tìm được. Hỏng chừng nhờ vậy mà tìm được cái món đồ mình đã mất. Nhớ ngang, nếu gặp trường hợp xảy ra như Việt Thảo nói, làm thử coi. Không chừng lại được việc. Nha. Đây là chuyện Bình Lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mình bắt đầu vào những câu chuyện tâm linh của hai người đã gửi cho Việt Thảo ngày hôm nay Việt Thảo xin chọn cái tựa đề là bốn hiện tượng lạ. Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 576. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cái bức thư thứ nhất nhận được vào ngày 24 tháng 3 của năm 2021. Nội dung bức thư như sau. Con là Linh ở ma. Ghê chưa? Tôi đọc cái chữ này tôi hết hồn. Mama, Ma đây là Massachusetts, chữ dứt tắt của cái tiểu bang Massachusetts ở Hoa Kỳ. Dòm cái chữ Ma mà mình kể chuyện Ma cũng hết hồn thiệt. Trước tiên cho con gửi lời thăm sức khỏe đến chú và gia đình. Con hâm mộ chú từ lâu lắm rồi. Từ lúc con còn nhỏ xíu, sau này con lớn lên thì nhà con có dọn đến San Jose. Ở California. Mỗi lần gì con, dì con là một nghệ sĩ cho phép con được giấu tên. Khi lưu diễn ở San Jose là đến nhà con ở. Có khi dì đến một mình, có khi dẫn đồng nghiệp qua ở nhà vài đêm. Con còn nhớ lúc đó trời tối, dì cùng những người đồng nghiệp chuẩn bị nấu cháo gà ăn. Thì tình cờ con đi ngang, con nghe mấy người đó nói chuyện làm con nhớ hoài cái đoạn này lúc đó thì mọi người chung tay làm cháo gà và gỏi gà. Thì cũng có vợ ca hát và những cái đoạn sắp tới diễn thì có nhắc đến chú. Dì con nói, anh Việt Thảo rất có tâm và tình nghĩa. Lúc em đi đẻ là ảnh đến thăm và mua bào ngư vi cá cho em ăn. Nói như vậy với đồng nghiệp và nói với gia đình con. Chú ơi, từ nhỏ con thấy chú trên tivi hoặc nghe giọng chú là con mến mộ chú lắm sau mấy chục năm vẫn vậy. Con nghe chuyện ma của chú mỗi ngày, mỗi lần nghe thì bạn con nói sao không gửi thư đến chú và kể cho chú nghe vài chuyện đi. Lúc đầu thì con cho qua, khi nghe người ta nói hoài, tự nhiên hôm nay con lại có động lực viết ra cho chú. Ngôn từ con không có trôi chảy, có gì chú bỏ qua cho con nha. Cảm ơn con đã nhắc đến chuyện này khi con nói đến cái người nghệ sĩ này mà nói cái câu đó về chú chú biết là ai rồi thương lắm rồi bây giờ mình bắt đầu vào chuyện nha chuyện này xảy ra với con và bạn của con vào năm đó con và bạn về việt nam chung thì tụi con có ghé nha trang nha trang là quê bên mẹ bạn ấy lúc đó thì chị của bạn mới mua căn nhà trong hẻm gần chợ đồng nai Hãy cứ mỗi tối mẹ và chị bạn đọc chú đại bi, đọc ba hoặc bảy biến, con không có nhớ chính xác. Mà hãy khi đọc xong thì tắt đèn đi ngủ, chỉ chừa cái đèn nhỏ xíu ngay bếp để tối tối khi đi tiểu mình còn thấy đường. Cái đêm đầu tiên tự nhiên con không có ngủ được, cảm giác như là có người nào đó khều khều khắp người. Thì trong lòng con cứ nghĩ là chắc chỗ lạ nên khó ngủ, nhưng nằm hoài thì không có nhắm mắt được lúc đó con mới nhìn ngay cái màn cửa thì thấy có một bà già cái lưng bà khòm khòm bà mặc cái áo dài màu đen bóng mà trên áo dài thì có thêu lông thêu phụng rồi ở trên đầu bà đeo cái đồ gì đó giống như đồ cưới của người nam ở mặt mà ở miền tây vậy rồi bà từ từ bên trái bà lướt qua bên phải mà cái mặt thì hướng về con mà cái mặt hình như không có vui rồi bà xuyên qua màn cửa rồi biến mất. Lúc đó thì con biết rồi, người ta đâu ai đi kỳ cục vậy mà người ta nào xuất hiện giờ đó tại chỗ đó. Thì con mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm cho tới khi con ngủ quên lúc nào con không hay. Khi sáng dậy thì con cứ kể cho bạn nghe. Hãy thấy như thế nào thì diễn tả lại như thế ấy. Lúc đó thì mẹ bạn nói con bậy bạ quá làm gì có con cũng cho qua vì nhà người ta mới mua mình nói ra như vậy thì cũng thấy kỳ nhưng trong lòng con cứ suy nghĩ mãi cái khuôn mặt bà già nguyên ngày hôm đó luôn rồi sang qua ngày thứ hai khi trời tối đến thì con vẫn còn ám ảnh cái ngày đầu tiên cho nên ngày thứ hai này con niệm phật nhiều hơn Lúc này con thấy mẹ của bạn con sau khi đọc kinh xong mở chú Đại Bi trên Youtube nhờ qua cái iPhone. Rồi con nghe chú Đại Bi một hồi con ngủ lúc nào con cũng không hay. Cho đến sáng thức dậy thì mẹ bạn con có nói Ờ, cái con nhỏ này nó nói đúng. Tối qua má đang ngủ nghe bà già nói mở đèn lên. Đây là nói cái đèn ở ngay bếp. Bình thường thì cái đèn bếp đều mở cả, mà không hiểu sao tối qua má lại đi tắt nó. Thì nghe nhắc như vậy, má mới mở mắt ra, đi mở đèn xong vào nằm lại, thì thấy cái bà già mà bà ăn mặc đúng như nhỏ này nó kể nè. Cái áo dài của người Bắc cũng giải bóng. Rồi sau đó thì má thấy thêm cái ông chặt heo, nhưng mà cái khuôn mặt ổng lại là khuôn mặt của con heo rồi kế bên ông chặt heo, có hiện ra ba con số. Nói đến đó mình lắng tai nghe, coi nói con số mấy, thì mẹ của bạn không có nói gì nữa. Chỉ có nói là thôi, chút nữa mua số thử xem coi có trúng không. Chú ơi, ngang nhà của bạn con là cái lò mổ heo, hay cứ chiều tối là con nghe tiếng heo kêu thảm thiết lắm thấy tội lắm. Rồi tới 4-5 giờ sáng là con thấy họ đi giao thịt heo cho ngoài chợ. Hãy cứ nghe heo kêu là con biết một hoặc nhiều chú heo đang ra đi. Và dạ, miệng con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tới trưa hôm đó thì mẹ bạn mua số. Cho đến chiều sổ thì nó trúng thiệt chú ạ. À. Con mới nói với mẹ bạn con, cô ơi, thưa cô, lấy tiền đó đi làm từ thiện đi, rồi cho con hùng chung với. Sau đó thì mẹ và dì bạn mới đến đại lý gạo để đặt gạo phát cho người nghèo và mua vàng mã cúng cho họ. bẵng qua đi khoảng một năm sau, thì không hiểu sao con lại nằm mơ thấy cái bà già đó nữa. Mà lần này bà nhìn con, bà buồn lắm, chứ không phải cái gương mặt khó chịu như trước kia rồi bà đứng ngay cái cửa sổ bà nhìn ra ngoài đường. Lúc đó thì con còn ở Việt Nam, bạn con thì về Mỹ rồi, con mới gọi điện thoại cho bạn kể cho bạn nghe. Rồi một lúc sau thì con nhận được tin nhắn của bạn, bạn nói, lúc mà má trúng số, má làm từ thiện có chừa lại một phần, má nói là năm sau má sẽ cúng tiếp, nhưng mà má quên. Có lẽ chắc vì vậy mà bà già bà cho con thấy. Nhưng mà má đang coi ngày để sắp tới cúng để cho hết phần tiền còn lại con nghe mà muốn rụng rời đã làm từ thiện thôi thì làm luôn đi chừa lại làm chi để rồi quên rồi người ta nhắc nhở và sau cái lần đó thì con không còn nằm mơ thấy bà già đó nữa đó là câu chuyện uh, ngắn kể lại của Linh ở Massachusetts. Còn đây là uh, những cái câu chuyện của một người sinh được ẩn danh và lấy cái cái bút hiệu là Tâm Đăng. Và cái câu chuyện trong này có liên quan đến tên của hai đồng nghiệp và tên của hai đồng nghiệp này cũng sửa đổi khác đi để nhằm bảo vệ cho họ thì bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 21 tháng 3 của năm 2021. Nội dung bức thư như thế này. Chào Việt Thảo, khi nào câu chuyện được đọc, em gửi báo cho chị biết nha. Cảm ơn em, chúc sức khỏe. Ký tên chị Tâm Đăng. Đương nhiên, khi Việt Thảo đọc chuyện xong rồi, Việt Thảo sẽ báo tin cho biết là chừng nào câu chuyện này sẽ được phát sóng trên YouTube. Nhé. Cũng như các bạn cũng vậy, yên tâm khi gửi về cho Việt Thảo, Việt Thảo sẽ đọc và sẽ báo cho biết. Bây giờ, mời các bạn vào câu chuyện có thật 100%. Tôi, tức là chỉ Tâm Đăng. Tôi đã từng là một giáo viên dạy ngoại ngữ môn tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì tôi đã về hưu và có cuộc sống, một cuộc sống đơn sơ nhưng rất bình an ở tại Italy, tức là nước Ý. Trong cái quá trình giảng dạy nay đây mai đó thì có một cái câu chuyện về tâm linh đã xảy ra với tôi mà lúc nào tôi cũng nhớ. Có điều là tôi chưa từng kể cho gia đình mình và các bạn bè, vì tôi nghĩ có thể có người tin nhưng cũng có người sẽ không tin. Người tin thì không nói gì, người tin thì bài bác, nhiều khi buông lời không đúng mình ngại nên thà giữ riêng cho mình vẫn hay hơn. Rồi sau khi suy nghĩ một thời gian khá dài, tôi quyết định thổ lộ câu chuyện của mình để mọi người có thể biết thêm về thế giới mà chúng ta đang sống có nhiều điều kỳ lạ. Cái thời tôi cho rằng là thời hoàng kim của tôi khi tôi đi dạy học, đó là cái nỗi đam mê và cũng là cơm áo gạo tiền. Tôi đi dạy ở nhiều trường, nhiều xí nghiệp, thậm chí còn kèm riêng tại nhà. Nói chung, cái lịch dạy kính hết từ sáng trưa chiều tối, và phải nói tôi chạy show y như là các nghệ sĩ trong giới showbiz. Cái câu chuyện mà tôi sắp kể là xảy ra tại trường Đại học Văn Lan, cái cơ sở số 2 ở số 233A đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh tôi xin mạng phép giấu tên tôi và các đồng nghiệp ở đây để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Lúc bấy giờ là vào khoảng năm 2003, thông qua một thầy tên là Sam đã giới thiệu tôi và người bạn cùng khóa chơi rất thân với tôi tên là Hà đến để dạy thêm vài buổi tối môn tiếng Anh tại Đại học Văn Lang nhằm bổ túc trình độ ngoại ngữ cho các em sinh viên, để ban ngày các em sẽ theo kịp chương trình chính quy. Vì tôi ở quận Bình Thạnh, cho nên được phân công dạy tại cơ sở 2 Phan Văn Trị. Còn người bạn thân của tôi là chị Hà, nhà ở gần trụ sở 9 số 45 Nguyễn Khắc Nhu, quận Nhất, nên được dạy tại đây. Tôi nhớ là cơ sở 2 này mới được khánh thành vào ngày 17 tháng 4 năm 2003. Cho nên ngày 20 tháng 11 năm 2003 là nhà trường tổ chức thật long trọng để nhằm giới thiệu cho các ban ngành được biết đến cái mô hình dân lập nhưng hiện đại đúng tiêu chuẩn. Nói chung, đẹp, sạch và tiện nghi, đầy đủ các phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học và sinh viên học tập. Cái buổi tối là tiệc ăn mừng buffet. Các giáo viên dạy chính quy ban ngày và cả các giáo viên dạy ngoại ngữ ban đêm đều tập trung dự tiệc chào mừng ngày nhà giáo. Đêm đó là ngày đầu tiên tôi bước chân vô trường, vô cái trường này. Ngày 21 tháng 11 năm 2003 là ngày đầu tiên tôi đứng lớp ở đây. Phải nói trong lòng háo hức, vui vẻ vì một là trường rất gần nhà, thuận tiện dạy những lớp ban đêm. Và sau đây là bốn hiện tượng lạ đã xảy ra. Cái hiện tượng thứ nhất, nó xảy ra lúc tôi và chị Hà cầm đĩa đi lấy thức ăn, rồi về chỗ ngồi khu dành cho các giáo viên để ăn. Tôi mới lấy cái nĩa, tôi ghim vào cái cuốn chả giò, để tôi đưa lên miệng ăn, thì không hiểu sao cái miếng chả giò tuột rơi xuống đất coi như là mình sơ ý mình ghim không chặt thì thôi tôi mới lấy cái nĩa tiếp tục ghim cái miếng thịt định đưa vô miệng ăn thì cái cục thịt nó lại rơi xuống đất nói chung thì lúc đó tâm trạng tôi hơi hoang mang và cũng không hiểu tại sao hễ cái gì mà tôi muốn đưa vô miệng là nó đều bị rớt hết kỳ vậy kèm theo sự xấu hổ Thấy tôi lúng ta lúng túng cứ rớt đồ ăn hoài. Chị Hà kêu tôi đi lấy chọn thêm thức ăn khác. Tôi nghe lời, tôi đi, nhưng mà khi tôi đảo một vòng lấy thức ăn thì tôi thấy nó cũng gần hết rồi. Cũng có thể là do hai đứa tụi tôi đến hơi bựu muộn một chút. Thôi, tôi về chỗ ngồi, không thèm ăn gì hết. Lúc đó thì có các sinh viên bưng cái khai đựng các ly nước để mời từng giáo viên, rất lịch sự. Tôi đưa tay cầm một ly nước ngọt. Tôi định đưa lên miệng uống thì không hiểu sao cái ly nước ngọt này nó tuột khỏi bàn tay và rơi xuống đất luôn. Không hiểu được, trong khi thì chị Hà vẫn ăn uống bình thường như là những vị khác, chỉ có một mình tôi là người duy nhất không được ăn và không được uống trong buổi hôm đó. Rồi thôi. Sau đó thì tôi vào hội trường xem văn nghệ rồi ra về với cái bụng đói mèo. Về đến nhà tôi làm một tô mì gói, cũng không thèm suy nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết tối mai là ngày có tiết dạy đầu tiên, ở đó chỉ có vậy thôi. Còn đây là cái hiện tượng lạ thứ hai nó xảy ra. Cái tiết dạy đầu tiên của tôi ngày 21 tháng 11 năm 2003 là từ 18 giờ cho đến 20 giờ. Dù là trường gần nhà mình có thể đi bộ được, nhưng tôi muốn cái ngày đầu tiên tôi đến trường, tôi đi bằng xe gắn máy. Tôi cởi xe gắn máy đến, tôi đuổi xe ở khu vực dành cho giáo viên xong, tôi lên văn phòng để nhận danh sách sinh viên, lớp, phòng, dụng cụ máy móc bút viết ôi đủ thứ hết. Rồi tôi bước vào lớp, sau khi chào hỏi giới thiệu và điểm danh thì tôi dự định là giới thiệu bài giảng đầu tiên đến lúc tôi mở sách ra kỳ lạ quá tôi thấy tất cả những tờ giấy đều là giấy trắng hết và không có trang nào có chữ hay là hình ảnh gì hết tôi mới đưa gần mắt hơn để nhìn tôi đưa ra xa tất cả trong trong sách đó những trang đó toàn là giấy trắng hết tôi tôi suy nghĩ không lẽ là con mắt của mình có vấn đề thôi chắc ngày mai phải đi gặp bác sĩ khám xem là tại vì không thấy nào một cuốn sách mà trong đó nhìn không có hình ảnh hay chữ nghĩa gì hết có một điều lạ nữa là tôi mới vừa đo mắt thay cặp kính rồi hay là có cái bệnh gì khác nữa ở đôi mắt này mà không nhìn thấy gì hết lúc đó tôi nhanh trí tôi xếp sách lại và tôi chuyển cái buổi học đầu tiên thành buổi giao lưu nói chuyện bằng tiếng Anh giữa giáo viên với sinh viên. Ôi cha nói đủ thứ chủ đề nhằm để làm quen với nhau và tạo không khí sôi động trong buổi gặp đầu tiên này. Phải nói 2 giờ cũng trôi qua khá nhanh. Khi tiếng chuông kết thúc, thì lúc đó tôi ra về và tôi vẫn bình thường cũng không nhận ra hiện tượng này là kỳ lạ hay là gì hết. còn đây là hiện tượng thứ ba đã xảy ra đối với tôi. Khi tôi ra bãi đậu xe để lấy xe về, vừa ngồi trên yên xe nổ máy để chạy, tôi có cái cảm giác ở ngoài sau chiếc xe nó bị trì xuống khá nặng. Tôi mới thoáng nghĩ trong đầu là thôi chết rồi, chắc là bánh xe bị xẹp hay là tại mình cán đinh hồi chiều, thôi mình ngần xuống dẫn bộ rồi tìm nơi giá bánh xe thôi. Chắc tại xui xẻo. Nhưng mà khi tôi tắt máy rồi dẫn xe vô lề đường, tôi nhìn kỹ hai cái bánh xe thì thấy không có bánh nào bị xẹp hết. Để cẩn thận hơn, tôi còn lấy tay, tôi bóp cái bánh xe coi có mềm hoặc nó có bị lủng lỗ gì không. Thì quá thật bánh xe vẫn bình thường và cứng. Vậy đó, tôi leo lên đề máy đi tiếp về nhà. Nhưng tôi vẫn có cái cảm giác xe nặng nề, như là mình chở cái gì đó nặng lắm ở phía sau. Thôi kệ đi, tại vì chỉ có vài phút thôi là tới nhà, tại nhà tôi rất là gần trường. Hễ miễn chiếc xe không có bị bể bánh là ok rồi. Khi tôi chạy về đến nhà thì tôi không còn thắc mắc chuyện này nữa. Xem như tôi quên đi cái hiện tượng này rồi. Mà cái hiện tượng nó xảy ra, nó giống như là có ai đang nắm xe kéo lại hay là giống như chọc phá với nhau, nắm cái đuôi xe đè xuống cho chạy không được hay có ai đó lên ngồi trên xe mà tôi có cảm giác chiếc xe nó nặng hơn bình thường. Không phải đi một người mà đi tới hai ba người. Còn đây là cái hiện tượng lạ thứ tư. Nó xảy ra ngay cho tôi trong tối hôm đó. Tối hôm đó thì tự nhiên tôi bị ho quá chừng luôn. Hãy tôi mở miệng ra là ho. Im lặng thì không sao định nói gì tôi lại ho. Thôi, tôi cũng đi ngủ bình thường. Cái ngày hôm sau là đúng ngày cuối tuần, và cũng là ngày đầu tiên tôi có tiết dạy anh văn từ thiện tại khu nhà thờ Tú Sương. Hay mỗi tuần thì tôi dành một ngày dạy cho các sinh viên nghèo miễn phí, rồi phối hợp với một vài giáo viên khác chia tiết dạy với nhau. Buổi sáng hôm đó tôi ra tiệm mua thuốc ho uống. Tôi mua mấy viên kẹo ngậm Fishman ngậm cho đỡ ho, rồi tôi chưng nước tắt với đường phèn uống thêm cho thông cổ họng tại vì tôi nghĩ rằng tối nay có tiết dạy nếu ho quá thì làm sao mà dạy được nhưng có vẻ như chứng ho không có thuyên giảm chút nào hết tới chiều rồi tới tối bây giờ làm sao bắt buộc phải đến lớp thôi thì tôi vẫn đến lớp và cho các em làm bài tập về văn phạm luyện viết thay vì luyện nghe nói như là mọi khi tại vì hôm nay tôi ho thì từ nhà đến nhà thờ Tú Sương, trong khi đi đó mà tôi ho sụ sụ không ngừng. Vô tới bãi đậu xe tôi vẫn còn ho. Rồi vô tới lớp tôi đâu có dám mở miệng, hãy mở miệng ra là nó bắt ho. Rồi tôi phải làm sao đây? Tôi bước vào lớp tôi mới viết ngắn gọn trên bảng. Hôm nay làm bài tập luyện viết và làm bài tập văn phạm. Sau khi tôi ghi chủ đề cần phải làm gì trên bảng xong, tôi mới nói xin lỗi các em là tại vì tôi bị bệnh. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên khi tôi mở miệng ra, tôi thấy mình không bị ho nữa. Mới ho đó sụ sụ, ho từ nhà tới trường, từ bãi đậu xe vô tới lớp vậy mà bây giờ mở miệng ra nó không ho. Thế là tôi đổi liền chiến thuật. Tôi dạy nghe nói còn bài tập kia thì cho về nhà làm thay vì làm tại lớp có một điều ngạc nhiên nữa là khi tôi nhìn vào đám sinh viên trước mặt tôi hôm ấy ở cuối phòng có ba nữ tu ngồi học dự thính và tôi để ý chút nữa cuối phòng có một tượng đức mẹ mà trên vách tường của bản ghi thì có một cây thánh giá phải nói cái tiết dạy trôi chảy tốt đẹp cuối giờ thì tôi có ở lại nói chuyện xã giao với ba vị nữ tu tôi mới biết cái phòng này các nữ tu dành để dạy giáo lý từ trước đến giờ sau đó thì tôi cáo từ ra về và nghĩ là hết ho rồi cho nên trong bụng rất là vui nhưng trời đất ơi vừa chạy xe ra đường tú sương là cơn ho trở lại ho suốt đến tận nhà luôn tôi bắt đầu thấy chán nản với những cơn ho kỳ cục này cái sự nghi ngờ làm tôi phải tìm hiểu tìm hiểu tại sao như vậy tôi mới liên lạc với chị hà để tâm sự tôi kể mọi chuyện lạ và muốn biết là có ai bị như tôi hay không thì tôi chỉ biết chị hà có dạy thế một buổi ở phan dân trị và thầy sâm cũng là một giáo viên dạy ở đây như tôi nhưng chị hà thân với thầy hơn tôi nên thông qua chị ít ra tôi cũng muốn biết hai đồng nghiệp này có bị gì không thì theo lời kể của chị hà là buổi đầu tiên chị dạy thế một giáo viên ở cơ sở phan dân trị chị có bị một cái sự cố là cái ngày hôm đó, chị mặc áo dài bông bằng vải muslin mỏng. Thì sau khi chào hỏi xong chị quay lưng ghi bài lên bảng thì đột nhiên dây áo ngực bị đứt cái móc. u cha hết hồn hết vía, chị phải quay mặt lại trước sinh viên tại vì không muốn các em phát hiện cái nút nó đứt ra ở phía sau lưng chị. Rồi suốt hai tiếng, chị phải ở vị trí luôn đối diện mà không dám quay lưng ghi gì lên bảng cả. Cho nên thay vì dạy bài như là giáo án, chị cũng phải đổi lại cho các em tập luyện nghe nói thôi. Cho đến hết giờ, chị phải chạy vào toilet để tìm một cây kim, ghim, kẹp tài liệu và biến nó là vật đính cái móc bị đứt lại. Thì khi ra đường chồng chị đón về, chị lấy áo gió của chồng mặc vào thêm để che đậy cái sự cố này. Còn nói về thầy xăm, thì chị có telephone hỏi thầy mới được biết là sau cái ngày 20 tháng 11 năm 2003, thầy cũng có tiết dạy ở Phan Văn Trị và buổi đầu tiên thầy đang dạy suôn sẻ. Tự nhiên có một em đứng lên, lớn tiếng ngăn lời giảng và chỉ thẳng vào mặt thầy la lên. Thầy im đi, dậy dở ẹt à, đi ra khỏi lớp đi. Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, kêu thầy im đi mà đuổi thầy ra khỏi lớp như vậy. Bất ngờ, thầy tức giận đỏ mặt, tại vì bị xúc phạm nên ngưng dạy rồi mời em đó lên phòng giám hiệu tức thị khi lên phòng giám hiệu có các giám thị thì em sinh viên này đã chối bác bỏ lời cáo buộc của thầy về tội vô lễ về cái tội xúc phạm nặng nề thầy trước mặt những sinh viên khác thầy đâu có chịu thua thầy mời vài em khác trong lớp lên văn phòng để đối chất làm cho ra lẽ và các em nhân chứng đều xác nhận là có thấy và nghe hành vi sức lược, sượt, hỗn láo của bạn mình trong lớp. Và cuối cùng thì giám thị bắt em sinh viên đó xin lỗi thầy và phạt em không được đến lớp 3 tháng học phụ đạo âm văn ngoài giờ. Cũng như sau 3 tháng, sao phải bị chuyển qua lớp giáo viên khác, đồng thời bị đánh dấu hành kiểm xấu trong hồ sơ. Em sinh viên này khóc sướt mướt, nó giống như vừa tỉnh ngủ không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình cứ một miệng kêu lên em thề là không có nói gì hết quan cho em quá nhưng quan sao được sự việc xảy ra rành rành trước mặt mọi người đều có nhân chứng cho dù quan ức thế nào cũng không thể nào làm gì khác hơn được riêng phần thầy sâm dù được giải quyết như vậy nhưng bản thân thầy cảm thấy lần đầu tiên bị sốc và vì tự ái ăn sâu trong lòng người giáo viên, thầy đã nộp đơn nghỉ việc, không muốn trở lại ngôi trường này nữa. Sau đó thì tôi tìm hiểu thêm một cái thông tin quan trọng khác là Những người lối xóm ở gần trường có nói với tôi, hồi trước giải phóng, chỗ này là nghĩa địa. Sau thì nhà nước cho bóc mộ dời đi. Có một số mộ còn thân nhân, nhưng đa số không còn thân nhân nhà nước tự bốc lên và đem gửi vô chùa sau này khu này trở thành hộp tác xã ngọc thắng và kế tiếp là được bán đi để xây dựng trường đại học dân lập văn lang như ngày nay và nghe nói lại khi đào móng để xây công trình họ phát hiện vẫn còn nhiều xương cốt nằm sâu dưới đất được đem lên đi thiêu tập thể và gửi vào chùa những ngày đầu khánh thành trường các bảo vệ trực đêm ở đây thường phải uống rượu để ngủ nếu không họ sẽ bị phá rối đặc biệt tôi nghe các em sinh viên kể lại là ở trường có cái phòng láp là ghê nhất buổi trưa có vài em lén vô nằm thiếp ngủ một chút ở phòng này để sau một giờ chuyển tiết học thường bị kéo cẳng hay bị đè rồi sau này họ truyền miệng với nhau từ đó không ai dám lén đột nhập vào phòng láp. Hãy sau khi hết tiết học là đóng cửa phòng luôn. Biết các thông tin mà tôi đã thu thập từ nhiều phía, cùng với hiện tượng, những hiện tượng mà chính tôi đã trải qua, liên kết lại, tôi mới hiểu ra rằng tôi đã bị các vong hồn ở đó theo tìm cách cảnh báo sự hiện diện của họ nơi tôi dạy học. Tôi là người theo đạo Công giáo, nên ít có quan tâm nhiều đến mấy chuyện này nhưng tiếp theo mấy ngày sau, tôi xử lý như sau. Cái ngày đi dạy lần kế tiếp sau ngày đầu tiên ở trường, tôi đi bộ khoảng 15 phút hay khoảng 20 phút là tùy theo đi chậm hay là nhanh, và tôi không cần đi xe nữa. Trong cái cặp táp, ngoài sách và tài liệu dạy học, tôi còn mang theo một cái cây thánh giá, mang theo cái sâu chuỗi đất bè và cả nước thánh con tôi nó thấy nó mới cười nó mới nói má má đi dạy học mà má làm như đi trừ tà vậy tôi không trả lời tôi chỉ mỉm cười rồi tôi lặng lẽ đi ở trên đường đi tôi đọc kinh lần chuỗi đức mẹ cầu nguyện cho các linh hồn khi vừa đến cổng trường tôi nói thầm trong suy nghĩ thưa các ông bà giờ đây tôi biết sự có mặt của ông bà khuất mặt ở đây tôi xin lỗi vì tôi là người công giáo nên không có cúng kiến nhưng mỗi lần đi dạy tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện cho ông bà được cứu rỗi bình an tôi đến đây cũng là do mưu sinh kiếm cơm nuôi gia đình xin ông bà thông cảm và giúp đỡ cho tôi dạy học tốt tôi rất cảm ơn chỉ một lời nói lên suy nghĩ của mình với họ thôi là tự nhiên tôi dạy một cách ngon lành kể từ đó không những vậy mà giống như được họ giúp đỡ Lớp tôi dạy được nhiều sinh viên đăng ký học rất đông. Lớp luôn sinh hoạt, vui nhộn. Các sinh viên rất thương tôi, thậm chí sau này còn kéo về nhà tôi tổ chức ăn uống, họp mặt sinh nhật với nhau. Tình nghĩa thầy trò với gia đình, quan hệ với nhau rất tốt, có nhiều kỷ niệm ngoài giờ. Sau này các em tốt nghiệp và trưởng thành vẫn còn liên lạc với tôi. Đó là hạnh phúc của một nhà giáo. Và đây là lời kết mà tôi rút ra được bài học như sau người sống cũng như người đã khuất tâm lý họ luôn cần sự tôn trọng ví dụ mình đến nhà ai mình phải xin phép để vào nhà được ngồi hay làm điều gì tại nhà của họ nếu như mình tự ý muốn làm gì theo ý của mình mà không quan tâm đến chủ nhà thì đương nhiên họ sẽ giận cho là mình vô lễ và ghét, thậm chí sẽ có những cái biểu hiện để tống cổ mình đi. Đối với người qua đời cũng thế. Dù cái xác họ đã rã ra từ nghìn năm nhưng cái linh hồn vẫn còn. Nếu họ siêu thoát thì có lẽ không có hiện diện chung quanh ta nhưng với những linh hồn còn dướng mắt hay tiếc rẻ gì đó thì linh hồn của họ vẫn còn lẫn quẩn trong thế gian này. Vậy họ là cõi vô hình. Mình không thấy họ, nhưng không có nghĩa là họ không thấy mình. Vì vậy, họ cũng muốn mình phải biết phép lịch sự, phải biết lễ phép với họ. Chỉ cần chào hỏi đàng hoàng thì họ sẽ vui lòng hỗ trợ. Và họ sẽ không tạo ra các hiện tượng này nọ để chứng minh họ vẫn còn tồn tại kế bên mình. Mặc dù họ không thể giết chết mình, nhưng họ có thể giúp mình hoặc họ có thể hại mình trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 576 với Việt Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cũng như phổ biến những câu chuyện tâm linh của Việt Thảo đến với mọi người cùng nghe một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp. Thank you and I love you. Xin kính chào quý vị, Alisa Chow là chủ nhân của Chow Insurance Agency đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA 401K, Life Insurance, bảo hiểm nhân thọ, dân nhân, dân dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việc Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo sẽ được cân hạnh giới thiệu Alicia của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah! Thảo ồ giá Việt Nam Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Ethan Phạm và Jenny Nguyễn chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Ethan Phạm chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn hồ sơ di trú của quý vị được thành công hoặc nếu hồ sơ di trú của quý vị đang gặp những trở ngại, bị chậm trễ, chưa được giải quyết hoặc là bị từ chối, quý vị hãy gọi ngay cho tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn của Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ luôn luôn giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói cũng như việc làm của luật sư Jenny Nguyễn cũng như luật sư Y Tịnh Phạm. Việc Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị.